Xin chào tất cả các bạn ha. Ở video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cập nhật khá là hay ở trên Zalo. Một tính năng nhiều bạn cũng đã biết rồi và có thể nhiều bạn chưa biết. Đó là tính năng soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói ở trên Zalo. Và cập nhật nó như thế nào, tính năng thì lại như thế nào thì cùng theo dõi hết cái đoạn video này của mình ha. Rồi, bây giờ thì đầu tiên mình sẽ đi cập nhật Zalo hết các bạn. Bây giờ mình sẽ vào cửa hàng Play. Rồi mình sẽ nhập là Zalo. Rồi khi các bạn thấy cái chữ cập nhật thì mình ấn vào chữ cập nhật nha các bạn. Rồi các bạn đợi một khoảng thời gian nha để cho nó cập nhật nha các bạn. Rồi khi đã cập nhật xong rồi các bạn nhấn vào chữ mở, mở nó lên luôn. Rồi bây giờ công việc của các bạn là mình sẽ chọn cuộc trò chuyện bất kỳ. Đây, ấn vào. Rồi tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào cái micro ở góc tay phải nha các bạn. Đó. Bây giờ các bạn sẽ thấy là chuyển giọng nói thành văn bản. Các bạn bật nó lên. Rồi các bạn sẽ chọn là đồng ý. Đó. Như vậy khi các bạn nói nó sẽ chuyển thành văn bản ở cái phần soạn tin nhắn nha các bạn. Mình sẽ ấn vào cái micro đây. Rồi vô quá trình mình vừa quay màn hình thì không thể test bằng giọng nói để các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể thực hiện trên điện thoại của mình nha các bạn. Vừa rồi thì mình vừa nêu và giới thiệu cho tất cả các bạn một cập nhật mới khá hay ở trên Zalo về một cái tính năng, đó là soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói. Những bạn nào mà chưa biết có thể thử sử dụng tính năng này, và cũng như những bạn nào đã biết rồi thì cho qua video này của mình ha. Hy vọng tất cả các bạn hãy chia sẻ cho những người chưa biết, và nếu thấy video hay nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và bấm chuông thông báo để nhận tất cả những video mới mà mình ra. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.